Dù ra đời từ thế kỷ trước, nhưng khẩu súng máy hạng nặng chứa danh M2 Browning vẫn song hành cùng các binh sĩ Mỹ ở các điểm nóng trên thế giới. Hiếm có một khẩu súng máy nào của phương Tây lại có tuổi đời phục vụ lâu như M2. Thậm chí, Mỹ vẫn sản xuất lại súng này và dự định dùng tới năm 2050. Có thể nói, tầm bắn xa, dễ sử dụng và bảo trì, độ bền và độ ổn định cao lẫn sức mạnh vốn có giúp M2 trở thành một trong những loại vũ khí được yêu cầu nhiều nhất. Và lẽ dĩ nhiên, nó rất phổ biến trong quân đội của nhiều quốc gia khác, đặc biệt là trong khối NATO. Súng có chiều dài 1,8m, nặng 38kg. Đây là trọng lượng có thể chấp nhận được với một khẩu súng máy hạng nặng uy lực. Súng sử dụng cỡ đạn 12,7x99mm, tốc độ khai hỏa 550 phát trên phút, sở tốc đầu nòng 890m/giây, tầm bắn xa tối đa lên tới 6,4km, tầm bắn hiệu quả trên dưới 2km, băng đạn tự giã với cơ số đạn từ 50 đến 250 viên. Mặc dù không thể cầm tay, nhưng M2 có thể gắn trên bệ chống ba chân, xe jeep, thiết giáp, máy bay, xe tăng, tàu chiến. Nó hiện là vũ khí tiêu chuẩn của hầu hết các loại xe tăng và xe bọc thép của phương Tây và một số quốc gia châu Á, châu Mỹ và châu Phi. Ngoài ra, khẩu M2 rất đa năng, có thể chống bộ binh, các phương tiện cơ giới hạng nhẹ hay máy bay đối phương. Tất nhiên là qua thời gian dài như vậy, loại súng này đã trải qua nhiều cải tiến với các phiên bản khác nhau. Hiện biến thể được sử dụng rộng rãi nhất là M2HB. Mới đây, quân đội Mỹ còn ký hợp đồng phát triển vỏ đạn được chế tạo bằng vật liệu cao phân tử cho súng máy M2, giúp giảm khoảng 30% trọng lượng so với đạn có vỏ bằng đồng.